Một tuần mới lại tới, xin gửi lời chào tới quý độc giả của báo Đồng Nai. Mời quý vị cùng báo Đồng Nai điểm lại các tin tức đáng chú ý cùng tin nhanh audio. Bản tin hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 6 có các nội dung sau. Hồ Trị An được quy hoạch để phát triển thành khu du lịch quốc gia. Tin của Ngọc Liên. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành quyết định số 509 về phê duyệt quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Hồ Trị An của Đồng Nai nằm trong danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch quốc gia. Hồ Trị An có diện tích trên 32.000 ha thuộc địa giới hành chính 4 huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất và Định Quán. Đây là hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam, nằm ở vị trí thượng nguồn sông Đồng Nai. Hồ Trị An không chỉ giữ vai trò là nguồn cung cấp nước cho người dân các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh mà còn có nhiều lợi thế để khai thác phát triển du lịch. Theo quyết định của Chính phủ, các khu du lịch quốc gia sẽ được ưu tiên đầu tư đồng bộ và nâng cao chất lượng các khu du lịch quốc gia đã được cấp có thẩm quyền công nhận, đồng thời quy hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư cơ sở vật chất để thúc đẩy các địa điểm tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia. Đã có thể tra cứu kết quả thi vào lớp 10 sớm hơn dự kiến 2 ngày. Tin của Công Nghĩa. Từ sáng hôm qua 16 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chính thức cập nhật dữ liệu điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 trên website của Sở tại địa chỉ sgddt.dongnai.gov.vn. Việc công bố này sớm hơn dự kiến 2 ngày nhờ công tác chấm thi được hoàn thành sớm. Sau khi công bố kết quả thi trên website, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo tại hội đồng mà mình đã tham dự kỳ thi cho đến ngày 24 tháng 6. Trước đó, ngày 15 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã phê duyệt kết quả trúng tuyển lớp 10 vào trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh. Qua đó đã có 367 thí sinh trúng tuyển. Nhà trường sẽ phát hồ sơ nhập học tại trường từ ngày 17 tháng 6 và nhận hồ sơ đến hết buổi sáng 21 tháng 6. Sau thời gian này, thí sinh không nộp hồ sơ sẽ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển. Phẫu thuật thay khớp thành công cho cụ bà 100 tuổi. Tin của Hạnh Dung. Thưa quý vị, một cụ bà 100 tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai phẫu thuật thay khớp gối thành công. Vào đầu tháng 6, cụ bà LS 100 tuổi ngụ xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ bị té ngã, dẫn đến chấn thương vùng đùi háng. Gia đình sau đó tự bó thuốc cho cụ nhưng không khỏi. Một tuần sau tai nạn, cụ S được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và được chẩn đoán bị gãy cổ xương đùi. Ở những người lớn tuổi như cụ S, vết gãy sẽ không thể lành nên giải pháp tối ưu nhất là mổ thay khớp. Nếu không, bệnh nhân sẽ không thể đi lại được, đau đớn, nằm tại chỗ, dẫn đến những biến chứng như loét, viêm phổi, phải sinh hoạt tại chỗ. Ngày 12 tháng 6, trong vòng 30 phút, các bác sĩ đã thực hiện ca mổ thay khớp cho cụ S. Hai ngày sau mổ, cụ S đã được tập đi lại. Đến ngày 16 tháng 6 thì sức khỏe của cụ đã ổn định và sẽ sớm được xuất viện. Theo các bác sĩ, khó khăn lớn nhất trong việc thực hiện ca mổ với những bệnh nhân lớn tuổi có nhiều bệnh nền, tim mạch, tiểu đường, phổi như cụ S là vấn đề gây mê hồi sức. Ngoài ra, xương của bệnh nhân rất loãng, việc kéo nắn trong mổ rất dễ dẫn đến gãy xương, do vậy yêu cầu bác sĩ phải có trình độ chuyên môn cao. Chuyển sang các tin tức khác. Cách chức Phó Bí thư Huyện ủy đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch. Tin của Thành Nam. Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ra quyết định thi hành kỷ luật cách chức Phó Bí thư Huyện ủy đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch Nguyễn Thị Giang Hương vì không trung thực trong việc kê khai tài sản. Đồng chí Nguyễn Thị Giang Hương đã không trung thực trong việc kê khai tài sản thu nhập qua các lần kê khai tài sản thu nhập, quanh co, đối phó, che giấu nguồn gốc số tiền chưa kê khai, không cung cấp cho tổ xác minh tài sản thu nhập các hồ sơ liên quan đến việc sở hữu các tài sản đã kê khai trong bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định. Đồng chí Nguyễn Thị Hương Giang làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương và vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Vi phạm của đồng chí Nguyễn Thị Giang Hương là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, cán bộ đảng viên và nhân dân, làm giảm sút uy tín bản thân, uy tín của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch. Bắt thêm hai lãnh đạo của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Thưa quý vị, ngày hôm qua 16 tháng 6, liên quan đến vụ khởi tố bắt giam nhiều bác sĩ điều dưỡng tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa, đóng tại phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, khởi tố bắt giữ thêm hai cán bộ lãnh đạo của viện này, gồm bác sĩ Lê Văn Hùng, viện trưởng và bác sĩ Nguyễn Thành Công, phó viện trưởng. Như thông tin đã phản ánh, ngày 14 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với một số bác sĩ điều dưỡng của Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Ngoài việc bắt giữ các bị can trên thì cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã triệu tập một số người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa là đơn vị thuộc Bộ Y tế, là cơ sở thực hiện việc giám định pháp y tâm thần theo quy định của pháp luật để phục vụ cho các hoạt động điều tra của các cơ quan tố tụng. Bắt nhóm đối tượng trộm 4 tấn đường trong quá trình vận chuyển. Tin của Đình Biên, Thanh Hiền.
Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Hữu Tiến, Thái Ngọc Cầm, Phạm Văn Tân về hành vi trộm cắp tài sản. Ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Trai về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước đó vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6, Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát và đấu tranh phòng chống tội phạm trên đường thủy nội địa, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an huyện Long Thành phát hiện bắt quả tang các đối tượng Tiến, Cầm, Tân và Trai đều ở tỉnh Long An đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là đường thực phẩm từ một xà lan do Tân làm chủ. Sau đó các đối tượng đưa số tài sản trộm cắp xuống ghe gỗ do Trai làm chủ phương tiện thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Các đối tượng khai nhận có hợp đồng vận chuyển đường thực phẩm bằng xà lan với tổng khối lượng hơn 1.000 tấn cho một công ty ở Tiền Giang. Theo hợp đồng có thỏa thuận tỷ lệ hao hụt cho phép bằng 0,3% tổng khối lượng hàng hóa, tương đương khoảng 3,9 tấn, cho nên Phạm Hữu Tiến nảy sinh ý định trộm cắp số đường được phép hao hụt bán lấy tiền tiêu xài. Quý vị vừa cùng Báo Đồng Nai cập nhật tin tức cùng Tin Nhanh Audio.